Một tí xíu Hoàng giới thiệu thôi. Hoàng là Track Marketing Manager cho công ty Sơn Showtool Việt Nam. Sơn Showtool Việt Nam đang là đối tác của Capillary, thật ra là sử dụng dịch vụ Capillary để sử dụng cái giải pháp để làm cái chương trình loyalty cho khách hàng của mình. Showtool là một cái đơn vị sản xuất chuyên về sơn, tất cả các loại sơn các bạn ha, đến từ Na Uy và có mặt ở thị trường Việt Nam cũng cả 20 năm rồi. Hiện là Showtool là một cái tập đoàn đa quốc gia, có mặt hơn 40 quốc gia, và Việt Nam là một trong những cái công ty lớn của tập đoàn Showtool ở Na Uy. Thì Showtool với Capillary đã hợp tác với nhau để xây dựng cái ứng dụng dành cho nhà thầu thầu thợ tới nay được 4 năm. Thì cái bài toán đặt ra là như thế này, cái mục tiêu của Showtool là mong muốn làm sao để xây dựng được một cái chương trình loyalty dành cho các cái đối tượng là thầu thợ sơn. Các chị biết thầu thợ sơn trong ngành xây dựng đúng không? Nó giống như là các anh thợ máy vậy. Thì các anh thợ sơn này là những cái người trực tiếp thi công sản phẩm sơn của Showtool lên tường, và là những cái người có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của đối tượng khách hàng là chủ nhà. Thì Showtool bán hàng qua các kênh đại lý, và sau đó đại lý sẽ bán hàng cho các anh thầu thợ sơn hoặc là các cái chủ nhà. Nếu như các chị chúng ta ở đây là xây nhà thì cũng biết rồi đúng không ạ? Thì làm sao để Showtool kết nối được với các anh thầu thợ này và gọi là reward cho những cái thùng sơn mà anh ấy đã thi công đã sử dụng. Thì cái bài toán đặt ra ở đây có ba cái vấn đề, là một là kết nối với là các anh này, thứ hai nữa làm sao để mà thay đổi cái hành vi của các ảnh, tức là hướng định hướng cho các ảnh sử dụng những cái dòng sản phẩm tốt và tưởng thưởng cho cái việc đó. Rồi thứ ba nữa là làm sao mà có những cái công cụ để mà training cho các cái anh thầu thợ này cập nhật những cái sản phẩm mới của công ty mình đến với các anh thầu thợ này. Bởi vì một sản phẩm đưa ra thị trường thì cũng rất là nhiều thời gian, có nhiều công sức để mà hướng dẫn, thì đây là những bài toán mình cần phải giải quyết. Thì đây là đối tượng này của mình, đây mình vừa mới nói là các anh thợ sơn và cả nhà thầu. Thì thợ thì sẽ trẻ hơn, làm vài năm thì bắt đầu lên thầu. Thì đây là những cái đối tượng mà mình cần chăm sóc. Bởi vì các anh này anh không có trực tiếp mua sơn của công ty, anh mua qua đại lý, nhưng làm sao để kết nối được với các anh. Thì cái behavior của các anh này á, là những cái người mà rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái chương trình khuyến mãi, nói chung là tiền tươi thông thật. Thì cái nào mà nhanh gọn lẹ có tiền là các anh sẽ chú ý vào, và anh rất là thích những cái gì mà nhanh gọn tiền mặt đó. Và cái thứ ba nữa là các anh ấy thường thì gọi là mình hơi gọi là low tech một tí. Low tech ở đây không phải là các anh ấy không có biết về công nghệ nhiều, vẫn chơi game trên điện thoại, nhưng mà những cái gì liên quan tới kỹ thuật ứng dụng đồ các kiểu và sâu sâu một tí là các anh lười lắm đấy. Thì làm sao mình thay đổi và tiếp cận được với các anh này? Thì cái bài toán đặt ra ở đây của mình là mình đang có những cái vấn đề về training. Nếu mình làm những cái công việc mà cập nhật thông tin sản phẩm training trên thầu thợ sẽ rất là tốn kém, mời anh tới rồi làm hội nghị này nọ cái thứ, và nó rất nhiều thợ sơn mà không thể nào mình làm mình giải quyết cái bài toán đó one by one được. Trước đây mình cũng đã từng làm, nhưng nó rất là tốn kém và không hiệu quả. Thứ hai nữa là những cái về sử dụng sản phẩm, những cái phản hồi hoặc là những cái thông tin của các thợ sơn này thì mình không có cái dữ liệu để mà mình thu thập, để mà mình xử lý. Và cái thứ ba nữa là các thợ sơn này anh không có trung thành với một cái loại sơn nào đấy, chủ nhà mua sơn nào thì anh dùng sơn đó, hoặc sơn nào có những cái khuyến mãi, có những cái chương trình tốt thì anh sẽ giới thiệu cái sơn đó cho khách hàng đó. Thì cái bài toán đó là cái bài toán mà mình cần giải quyết. Thì cái mục tiêu của mình ở đây là mình muốn có một cái ứng dụng. Trước đây mình nói một tí xíu về cái history, là mình đã làm cái chương trình mà gọi là loyalty này cho nhà thầu thợ sơn trước đây hai lần rồi. Mình làm gọi là bằng cơ, là cơ học của con người. Mình không kỹ thuật số, thì mình làm rất là nhiều, hai lần rồi. Nó cũng rất là tốn kém, nhưng hiệu quả mang đến thì nó không có, và mình không có dữ liệu để mình phân tích. Cho nên là mình đã đi tìm kiếm một cái giải pháp. Thì thật ra cái chuyển đổi số này nó cũng là một giải pháp rất là hay,
Trước đây mình rất là ngần ngại, nhưng khi mình bắt đầu mình build cái ứng dụng, mình làm và mình xử lý nó thì mình thấy nó đang rất là hiệu quả. Thì ví dụ mình muốn cái mục tiêu của mình ở đây là mình xây dựng một cái cộng đồng các anh thợ sơn đang sử dụng sơn cho tôi, để các ảnh vừa sử dụng các ảnh vừa được tưởng thưởng cho cái việc đó, và các ảnh là một cái cộng đồng và chia sẻ lẫn nhau những kinh nghiệm về sử dụng sơn cho tôi. Thứ hai là mình có một cái platform để mình tưởng thưởng trực tiếp cho các anh thợ sơn, không phải thông qua đại lý, và mình kết nối trực tiếp với các ảnh đó luôn. Và thứ ba nữa là mình có cái giải pháp để mình cập nhật những cái sản phẩm mới, những cái thông tin mình muốn gửi tới nhà thầu một cách nhanh nhất và gọn gàng nhất, trong có chỗ để cho các anh đó ảnh lưu lại. Và cuối cùng là mình muốn các anh này trung thành và sử dụng cái sơn của mình nhiều hơn nữa. Đấy, đó là những cái bài toán mà mình đặt ra. Thì khi mình làm việc với Capillary thì mình có những cái giải pháp là Capillary họ đã giúp mình xây dựng cái ứng dụng, một cái ứng dụng, một cái giải pháp toàn diện để làm sao các nhà thầu khi người ta tải ứng dụng về, người ta đăng ký trên ứng dụng và người ta tích mua sơn, khi người ta mua sơn người ta tích điểm và người ta được tưởng thưởng trên cái đó, và mình sẽ sử dụng những cái dữ liệu đó để mà mình làm việc, rồi mình có những cái chương trình dành cho nhà thầu thợ sơn nó hữu hiệu. Thì ở đây ví dụ như là cái kho của mình á, là cái ứng dụng khi mà thợ sơn người ta tải về và người ta sử dụng cái thùng sơn, người ta quét cái mã QR nằm ở bên trong cái thùng sơn thì người ta sẽ có tiền, và mình sẽ thanh toán cái tiền đó cho thợ sơn bằng cái cách là trả qua tài khoản ngân hàng của người ta, và người ta chỉ cần làm việc trên ứng dụng thôi, vài thao tác đơn giản thôi là rất là nhanh, là người ta đã có thể sử dụng và người ta tích điểm lấy tiền. Cái thứ hai nữa là mình muốn có một cái chương trình kết nối lâu dài với thợ sơn, thì người ta tích điểm ngày này qua ngày kia, lúc nào người ta muốn đổi tiền thì người ta đổi thôi, và mình có những cái chương trình liên tục dành cho những cái anh thợ sơn trong những cái giai đoạn mà mình mong muốn là cái sản phẩm của mình được đẩy ra thị trường nhiều hơn, thì thông qua cái ứng dụng. Ví dụ như mình có những cái chương trình hiện tại mình đang làm là chương trình Golden Friday. Cái anh thợ sơn khi bạn thực hiện cái quét mã tích điểm thì ở trên cái ứng dụng nó sẽ tự quay thưởng, và nó sẽ chọn ra cái người trúng giải. Ví dụ như mình đang chạy cái chương trình hiện tại này, từ đầu tháng 5 tới 30/6 là trúng TV, thì những cái anh thợ sơn nào may mắn trong cái giai đoạn mà này mình sử dụng sơn và mình tích điểm thì mình sẽ có TV, thì cái đó nó là một cái phần thưởng thêm, nhưng nó đã tăng được cái giao dịch, cái lượng mà khách hàng sử dụng cũng như là thi công sơn lên rất là cao, có thể nói là gần như là double so với lại những cái giai đoạn mình không có những cái chương trình như vậy. Thì nó đã tạo thành cái thói quen cho khách hàng, khi mình có những cái chương trình như vậy nó sẽ kích thích các khách hàng của chúng ta sử dụng. Và như Hoàng đã nói thì có cái chỗ để mà các anh ấy học hỏi thêm kinh nghiệm ở trên cái ứng dụng, chỉ cần vào ứng dụng, vào cái phần training là mình có những cái video, những cái phần hướng dẫn về cách sử dụng sơn, rồi các cái sản phẩm sơn cập nhật trên đó, thì các anh ấy chỉ cần vào đó là có hết. Ngoài ra thì Capillary cũng có một cái giải pháp về truyền thông cũng rất là quan trọng nha, rất là đa dạng, về có thể gửi input thông tin trực tiếp cho khách hàng, gửi SMS, gửi email để mà mình truyền thông trực tiếp tới khách hàng những cái chương trình của mình, và mình cũng có cái kênh Zalo nữa để mình connect tới tất cả các khách hàng của mình. Thì hiện nay cái ứng dụng Master Banker của mình, mình chia sẻ một tí là đang có khoảng 20.000 anh thầu thợ đã tham gia. Đây là một số rất lớn các bạn, trong cái cộng đồng thầu thợ 20.000 là rất lớn. Thì trong đó có khoảng hơn 15.000 anh thầu thợ đã tích điểm cho chương trình của mình, có nghĩa là anh đã sử dụng sơn và anh đã tham gia và đã tích điểm cho chương trình của mình. Đây thì đây là cái mà mình đã đang làm, thì một cái hình demo nhanh thôi. Thì khi các thợ sơn ảnh vào trong ứng dụng Master Painter, ứng dụng là tải miễn phí rồi ha, ảnh sử dụng sơn, ảnh tích điểm, thì khi mà ảnh tích điểm thành công thì nó sẽ báo cho ảnh là anh được cộng bao nhiêu điểm vào tài khoản, kể cả tin nhắn luôn. Và mình đang thực hiện cái chương trình thứ 6 vàng, thì khi cái bước 2 này là nó sẽ, hệ thống nó sẽ quay thưởng để cho khách hàng biết là mình có trúng thưởng hay không, và nó báo ngay về điện thoại luôn. Và nếu như mình trúng thưởng thì trong cái danh sách gọi là cái history reward là nó sẽ báo cho khách hàng là anh trúng thưởng, thì lúc đó Suzun sẽ liên lạc với khách hàng để trao thưởng. Thì Hoàng là cái người thì trao, hiện nay đang trao khoảng tầm 20-30 cái TV cho khách hàng. Đó,
Thì đây là nói chung là một cái ứng dụng mà đã hợp tác với Kabi rất thành công, và hiện tại Sotu cũng đang mở thêm ứng dụng dành cho đại lý nữa bên cạnh ứng dụng này. Nói chung đang rất là đầu tư cho cái chương trình Master Mentor và cái ứng dụng này để gọi là tăng cái sự cộng tác và hợp tác hơn nữa với các anh chị nhà thầu.